Phạm Hồng Sơn. Trước thử thách liên quan đến trí nhớ, gia đình chú Sơn rất nỗ lực tìm cách hỗ trợ Yến tìm ra cách học thuyết nhanh nhất. Pháo đài Delphi Ấn Độ, đảo Komodo Indonesia. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Bây giờ mời Yến bắt đầu. Chùa Một Cột Việt Nam. Miêu với mình có nhắn tin với nhau. Miêu cũng có rủ mình tối nay đi ăn sinh nhật anh bạn của Miêu. Thường mấy con trai đi vào đường hay nhìn gái đẹp lắm. Ai mà từ trong bắt mắt thì là bắt đầu quay ra nhìn, nhưng mà em không nhìn chân mình, khiến cho em có thiện cảm. Hay là biết cái điều gì đó tới người mình ấn tượng nhất, thì nghe xong trong đầu chỉ hiện lên đúng ba chữ đó. Nói chung là mình muốn làm được như anh Thông nói, nhưng mà lại vẫn còn bị khựng. Dù là hôm nay thì rất là thất bại, tại vì không có áp dụng được cái câu đó của anh Thông. Này, đây là lần đầu tiên luôn em được thấy những điều mà nó lãng mạn như vậy. Ở bển người ta lặt rau như vậy nè, tại vì rau mắc lắm, rau mua bằng tiền đô á, cho nên mới lặt như vậy nè. Ở bển ta ăn vậy á, mà ở Việt Nam mình nó vậy là để dành cho bò ăn. Hiểu chưa? Kìa, xương cho không cho ăn luôn. Bây giờ không cho tôi ăn gà phải không? Không cho. Còn trứng? Không cho ăn trứng luôn. Nè, mời con. Thằng kia chưa được ăn mày. Đói quá. Đói gì đói? Người lớn chưa được ăn là con nít chưa được ăn. Không được ăn. Để im đó, mày tin không? Mày tin không? Mày tin là gắp một miếng thịt tao phóng một cái là nó ghim vô mặt mày không? Ai ông á? Ông hại cháu tôi nè. Thôi đi, thằng nhỏ bị vậy mà còn cãi nhau nữa. Hai chú đừng có cãi nữa. Alo bác sĩ đi. Đây nè. Đây, vì một thế giới đẹp tươi. Bây giờ em có đoán ra được nhà của ai chưa? Nó tính luôn về cái vấn đề mà gọi là mổ mà từ cái năm 88 cho tới bây giờ luôn là cũng là trên 10 lần rồi. Cho nên sức khỏe thì nói chung là hạn chế. 2 năm. Tức là từ năm 86 anh dịch bệnh nè. Dạ. Xong là chữa không được nè. Quay về Việt Nam với cuộc sống bình thường như vậy thì hai anh em là một người biết một người không nè. Dạ. Phải lôi kéo sinh hoạt cá nhân này nọ rồi các kiểu cho đến năm 88 là ngày 4 tháng 10 các bác sĩ quyết định tách đôi. Thì đó là cái thời khoảng khắc mà mình được độc lập. Nhưng anh có gặp lại gia đình mình lần nào chứ? Anh vẫn gặp, cho đến bây giờ anh vẫn gặp em. Vẫn nói chuyện mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà mẹ thì đi theo chị, đi chị ruột đi theo mẹ. Trời ơi, quên nữa rồi, chưa có đi được. Ủa quên hả? Ủa mình quên đồ hả? Lên lầu lấy đi. Không phải em quên mà là mình quên á. Trước khi vợ đi là chồng phải ôm hôn vợ rồi mới đi được. Ngại đông người hả? Ừ. Mấy đứa ơi, uống xong chưa đi về đi con. Thôi 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 thôi, hâu hâu hâu. Đó hai người tôi đổ tôi quá trời chị ơi. Vợ chồng anh muốn dễ sợ luôn. Dạ rồi cô, rồi cô. Rồi cái thế nữa nè, cái này là giống như là cây tùng cây bạch. Anh làm như chú khó chịu. Dẻo quá này, dây leo. Đúng rồi cô, đúng rồi cô. Trời ơi cô ơi, cái thế này đẹp nè cô, cái thế này đẹp. Cái con này nó điên rồi sao? Mình cũng điên rồi, tụi nó lạnh.